Minh đường tử vi hoan hỉ chào đón các bạn chúc các bạn bình an vui vẻ gặp nhiều điều may lành thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 15 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất tử vi tuổi Tý Xem tử vi ngày thứ năm cho thấy thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tý báo hiệu tình hình tài chính của bạn đang rất ổn định vào thời điểm này nếu may mắn bạn còn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ bất ngờ đó có thể là tiền trúng số hoặc tiền thưởng đối với vận trình người tuổi tý ngày này đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng nếu bạn muốn bắt đầu tiến hành kế hoạch kinh doanh mới hay đầu tư vào lĩnh vực sở trường để thu lợi nhuận nhân cơ hội này hãy suy nghĩ kỹ càng về việc duy trì hướng đi sau này để đảm bảo nguồn tài chính vững mạnh lại thêm, cục diện thủy khắc hỏa cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia gặp nhiều căng thẳng. Sự cứng đầu của cả hai đang hủy hoại tình cảm của hai bạn. Và nên nhớ chiến tranh lạnh sẽ chỉ khiến tình hình thêm xấu đi mà thôi. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Nên thay đổi hoàn cảnh, phương hướng công ăn việc làm cũng như tình cảm. Nhưng cần phải lên kế hoặc để bàn thảo. Không nên quyết định sớm, hấp tấp sức khỏe không tốt hoặc có nhiều lo âu trong việc đối xử với mọi người tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đã đến lúc có sự thay đổi hoặc việc chờ đợi có kết quả đến hẹn định kỳ tốt xấu lẫn lộn không nên có sự phân bua nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay bị hàm oan tranh cãi có lộc hoặc có điểm tốt thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh nên cẩn trọng về sức khỏe không được tốt tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm chữa bệnh tài lộc vào nhanh ra nhanh trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc thay đổi biến động đột ngột cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có tin tức tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro bất chắc hoặc gặp chuyện không hay hoặc phải làm trong sự áp lực bất mãn tình cảm tốt đề phòng sức khỏe không tốt trong thân nhân có người đau ốm hoặc có tin xấu về công danh tiền bạc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Đề phòng có sự sai hẹn, rời hẹn. Con số may mắn, 4, 6. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, sửu thân, thìn. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi thứ năm của tuổi sửu cho thấy, cục diện tị sửu bán hợp mang đến cho người tuổi sửu một ngày mới rực rỡ với tình yêu ngập tràn con tim. Bản mệnh biết được mình cần gì, muốn gì và sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ đã lâu. Hôm nay là ngày có cát khí lan tràn, đào hoa vượng sắc thế nên khả năng thành công của con giáp này là rất cao. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị hoặc gặp được những đối tác đáng tin cậy song phương sẽ tin tưởng nhau và hợp tác cùng phát triển. Lại thêm, tỷ kiên trợ mệnh, công việc tiến triển theo đúng kế hoạch, những chú châu không cần lao lực quá nhiều mà vẫn hoàn thành tốt mọi việc. Bạn còn có khá nhiều thời gian dành để làm những việc theo đam mê, sở thích nữa đấy. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ gặp rắc rối, hao tốn. Không nên dính líu vào những chuyện của người khác chỉ đem đến những thị phi, tranh cạnh, bực mình đề phòng có người nói xấu, rèm pha gây bất hòa. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo, tin buồn. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc, chữa bệnh, tài lộc kém. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc dễ chuyện không như ý hoặc đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính dễ gặp rủi ro, tai nạn, tin buồn nói chung ngày có nhiều sự vất vả đề phòng tiểu nhân thị phi tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả tránh tranh cãi phân bua sự việc gì cũng có cách giải quyết nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có sự thay đổi về công việc nhưng cũng có việc bị bỏ dở hoặc có sự tu bổ sửa chữa mua sắm nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn tạm ứng không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán hàm oan đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân và có tin buồn về sức khỏe tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc Đề phòng có sự phản phúc hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Con số may mắn, 5, 9. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường vàng ghi quý nhân phù trợ tý tị dậu tử vi tuổi dần tử vi ngày này cho thấy cục diện tị dần tương hại là nguyên nhân khiến người tuổi dần trở nên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn khi mọi việc không diễn ra như ý muốn bản mệnh nên kiên nhẫn hơn khi đối diện với khó khăn hoặc khi trò chuyện với bất cứ ai có ý kiến và quan điểm trái ngược với mình để tránh tự đẩy bản thân vào tình thế khó xử trong ngày cũng đang có được chính quan xuất hiện nếu giữ được một cái đầu lạnh tuổi dần rồi sẽ tìm được cách để hướng đến mục tiêu của mình con giáp này sẵn sàng làm những điều mà trước giờ mình chưa hề nghĩ đến để có thể hoàn thành công việc bên cạnh đó ngày này cũng có mộc sinh hỏa giúp cho bầu không khí gia đình của mệnh chủ luôn được duy trì trong trạng thái hài hòa và yên ấm tạo động lực để con giáp này thêm cố gắng vì những người thân yêu khi đưa ra quyết định gì bạn cũng luôn suy nghĩ đến tổ ấm bé nhỏ của mình để cân nhắc kỹ càng tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy phàm làm việc gì cũng phải có sự nỗ lực bền trí mới có kết quả không nên ngồi tại chỗ mà phải di chuyển đây đó để thăm dò giao thiệp tốt cho việc đi xa để cầu tài gặp vận may phái nữ gặp ngày này mọi việc đều không tốt gặp nhiều khó khăn hơn phái nam cầu mong tin tức khó được hoặc chỉ có tin không tốt tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều việc hoặc thân nhân bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi cẩn trọng khi muốn tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước có chuyện thị phi trách oán không nên vướng vào chuyện tình cảm vui chơi lâu dài dễ có sự mích lòng thiệt thòi tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên nặng về tình cảm mà hãy lo cho công việc trước chớ hài lòng với những gì đã có trong hiện tại mà hãy nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn có người nhờ mình giúp đỡ hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân bè bạn đến dễ có sự hao tốn nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai tài lộc tốt nhưng dễ hao tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thư kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Nên cẩn trọng vấn đề đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn, hoặc phải chi phí cho những việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Con số may mắn, 2, 3. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, tuất, ngọ, hợi. tử vi tuổi mão. Vận trình gặp thiên quan nhập mệnh, đây là điểm báo có họa tiểu nhân quấy phá khiến người tuổi mão chẳng làm được gì nên hồn trong ngày hôm nay. Bạn cần chú ý đến thái độ cư xử của mình hơn, đặc biệt là khi tiếp xúc với cấp trên của mình. Cho dù bạn là người đúng hay sai thì cũng nên yên lặng lắng nghe ý kiến của cấp trên trước khi vội vã phản bác không chỉ vậy trong ngày này con giáp này cũng nên tránh việc đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp không nên tỏ ra mình là một người bốc đồng và hiếu thắng những kẻ có lòng dạ ghen ghét đố kỵ chỉ đợi lúc bạn sơ xuất để đẩy ngã bạn hòng chiếm đoạt công sức đấy cộng thêm ngày thứ năm này có mộc sinh hỏa người nhà chính là hậu phương vững chắc để con giáp này tự tin hơn vào chính mình bởi bạn biết dù có ra sao bạn vẫn luôn có những người thân yêu phía sau tin tưởng và ủng hộ do đó bạn cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn để đem lại những điều tốt đẹp cho họ tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy ngày có nhiều tin xấu dễ đem đến chuyện lo âu phiền lòng thêm một chuyện sẽ không tốt bằng tốt đi một chuyện không nên nhúng tay vào chuyện không cần thiết làm ơn mắc oán hoặc gặp rủi ro thương tích tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tất cả mọi việc giao thiệp hợp tác đều hoàn toàn không có lợi nên ra đi hoặc tìm sự giải quyết cho chính mình có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc công việc đã có sự hẹn ước trước hoặc định kỳ nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại gặp gỡ chỉ đem lại nhiều hao tốn hoặc rất dễ gây ra chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều tin tức không tốt xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi, dễ bị phạm sai lầm. Tài lộc còn chậm, sức khỏe không tốt nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên, hao tài về vui chơi giao thiệp tiệc tùng, đỉnh đám. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Mọi việc không nên hấp tấp, cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, di chuyển. Con số may mắn, 3, 4. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi tuổi thìn. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, ngày thứ năm này gặp kiếp tài gây rối, nhắc nhở người tuổi thìn nên tránh vướng vào các vụ tranh đoạt quyền lợi, chia bè chia phái giữa các đồng nghiệp trốn công sở. Việc nhẹ dạ cả tin, dễ bị lôi kéo sẽ khiến bạn gặp phải không ít rắc rối. Hơn nữa, do thái độ không đúng mực nên bạn sẽ lỡ mất cơ hội làm ăn với đối tác lớn, để tuột khỏi tay khoản tiền không hề nhỏ chắc chắn cảm giác nuối tiếc là không thể tránh khỏi nhưng cũng đừng thất vọng quá lâu bạn cần vững vàng đứng dậy để bắt đầu lại nhưng trong ngày này lại có được ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề đây chính là lý do khiến bạn dù có đang gặp khó khăn đi nữa cũng tin chắc rằng mọi việc sẽ dần trở nên tốt đẹp tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa khi bắt tay vào làm việc cần phải có thái độ cương quyết và bền trí mới có kết quả nếu có nhận được tin không tốt hoặc trái với dự tính của mình cũng không đáng lo ngại sẽ có phương hướng giải quyết ở một ngày khác không nên hấp tấp trả lời tài lộc trung bình nên tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại công việc đồ đạc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có tin tức chậm trễ hoặc giang dở về công việc cũng như tình cảm ngày có nhiều sự thay đổi hoặc các việc phải có sự kết thúc có cuộc đi ngắn không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán hiểu lầm tranh cãi sự cầu mong về kết quả chưa xong có sự chờ đợi chậm trễ lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc dù có nhận được tin tức hay xấu nhưng cũng nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới giải quyết những công việc kế tiếp nên tu bổ sửa chữa mua sắm những gì còn thiếu sót hoặc đã có sự hư hại hoặc hoàn tất những gì đã có định ước đến hẹn những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự trung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa, nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự rời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng có người đến quấy rối. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn, nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc, có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc, không nên hấp tấp trong mọi việc khi gặp sự trắc trở, sai hẹn hoặc rời hẹn. Con số may mắn, 2, 9. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ tí, thân, dậu. Tử vi tuổi tỵ Ngày thứ năm này gặp được chính ấn nhập mệnh, báo hiệu người tuổi tỵ có một ngày làm việc đầy năng suất. Thậm chí, bạn còn hăng hái giúp đỡ đồng nghiệp để công việc nhóm được giải quyết nhanh hơn. Nhờ vậy, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao vì những thành tích mình đạt được. Với bạn tuổi tỵ, khả năng thăng tiến trong ngày của bản mệnh cũng khá cao. Lời khuyên cho tuổi tỵ là hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Cộng thêm một sinh hỏa mang đến cho bản mệnh một ngày tình duyên viên mãn. Các cặp đôi ngày càng cảm nhận rõ được tầm quan trọng của nửa kia trong cuộc đời mình, hai bạn còn tính đến chuyện trăm năm nữa cơ. Người độc thân cũng năng nổ tham gia các buổi tụ họp bạn bè để tăng cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương của mình. Tử Vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải dè dặt tuy không phải là xấu, nhưng thêm một chuyện không tốt bằng bớt đi một chuyện sẽ không có kết quả. Nên tu bổ, sửa chữa hoặc xem xét lại các việc cũ. Có tin buồn, tài lộc trung bình. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường không nên bày vẽ thêm không có lợi ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết hợp tác vì dễ gặp trở ngại tin tức trái ngược tránh mọi chuyện thị phi tranh cái việc đi lại di chuyển nên có sự giới hạn hoặc không được như ý tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng tránh mọi chuyện thị phi tranh cái việc đi lại di chuyển nên có sự giới hạn nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm, tính toán không đúng thực tế. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác, để rồi sinh ra nhiều chuyện phiền lòng, kết quả lại không tốt ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Công việc để có sự đứt đoạn, dở dang, chậm chạp, sai hẹn, rời hẹn. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tài lộc dễ hao. Con số may mắn, 19. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, tím. Quý nhân phù trợ, sửu, thân, dậu. Tử vi tuổi ngọ. Ngày thứ năm này xem tử vi cho thấy, cục diện tị ngọ tương hội, là điểm báo tử vi về những điều tốt đẹp xảy đến với người tuổi ngọ con giáp này đang sống trong tình yêu ngập tràn cảm giác hạnh phúc biết ơn vì cuộc đời đã cho gặp được nửa kia còn người độc thân được tạo điều kiện tìm thấy tình yêu của đời mình sau bao nhiêu sóng gió thứ năm này tuổi ngọ còn được thiên ấn hỗ trợ khá nhiều trong công việc giúp cho bản mệnh phát huy được những năng lực còn tiềm ẩn của mình để giải quyết rắc rối bất ngờ phát sinh trong công việc cứu vãn được tình hình giúp tập thể thoát khỏi những khó khăn trồng chất theo hải thượng lãn ông ngày bốn âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng dạ dày kinh thủ dương minh đại tràng bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ châm trích tại vị trí này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim gia đạo bình yên tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp nếu có người đề nghị công việc thì nên chấp thuận dù có lợi lộc tiền bạc gì có chuyện vui về tình cảm nhân nghĩa ngày có gián đoạn công việc hoặc chưa hoàn tất tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy mọi sự rất dễ thay đổi những việc cần thiết thì nên làm cho xong vì sẽ có sự kiện hoặc tin tức mới cần phải giải quyết không nên nóng nảy khi thấy có sự chậm trễ về hẹn ước vì đây là chuyện ngoài ý muốn có tài lộc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có việc xảy ra như đã dự tính hoặc công việc đã lâu nay có sự hoàn thành kết thúc nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt nếu việc chưa xong mà lại gặp chuyện mới thì nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình nhưng phải hoàn tất cho nhanh ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin vui hoặc có sự gặp mặt tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ cần phải có sự kiên nhẫn nếu gặp trở ngại chậm chạp bất chắc có sự mâu thuẫn hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được có quý nhân giúp đỡ ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm đã đến hạn kỳ cho công việc tình cảm tiền bạc cần phải giải quyết tài lộc tốt hoặc có lộc ăn hội họp đình đám đề phòng sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình nhưng phải hoàn tất cho nhanh có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại có tin vui hoặc có sự gặp mặt, tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Con số may mắn 16. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, dần tuất mùi. Tử vi tuổi mùi với người tuổi mùi trong ngày thứ năm nã, xem tử vi cho biết, hôm nay không phải là một ngày suôn sẻ với bạn. Tỷ kiên xuất hiện mang điểm báo sẽ có những rắc rối khiến con giáp này đau đầu tìm cách giải quyết. Nhưng dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, bạn cũng không nên trốn tránh nó. Việc chủ động đối mặt và xử lý vấn đề sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, vận trình ngày này, bạn cũng cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình hơn nói thẳng nói thật chưa chắc đã là điều tốt khi mà những lời nói thiếu suy nghĩ của bạn có thể gây tổn thương cho người đối diện bù lại ngũ hành tương sinh đây là dấu hiệu cho thấy vận đào hoa của bản mệnh đang rất vượng đây là một tin mừng với những người tuổi mùi vẫn còn lẻ bóng bạn có thể để lại ấn tượng tốt với người bạn khác giới và biết đâu con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có tin tức ở nơi xa thông báo về kết quả công việc mà mình đã gửi đi từ trước, hoặc trong nhà có người đi xa về tiệc tùng, đình đám. Sự mong cầu về tiền bạc tuy có gặp rắc rối, thiệt hại, nhưng cũng không đáng lo ngại, vẫn có phần lợi lộc của mình. Ngày không nên di chuyển, đi xa bất lợi. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt có tin buồn. Ngày có nhiều vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Chuyện tiền bạc cần phải khéo léo, dễ có sự hao tốn hoặc không thành công. Việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc. Con số may mắn, 7, 9. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xám, trắng. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. tử vi tuổi thân với sự trợ mệnh của cục diện ngủ hành tị thân nhị hợp như hôm nay người tuổi thân sẽ nhanh chóng nắm bắt được nhịp độ làm việc và thể hiện được năng lực sẵn có của mình vốn là con giáp rất thông minh lanh lợi lại có tư tưởng thoáng đạt bạn sẽ được đánh giá rất cao khi được thỏa thích làm điều mình muốn tuy nhiên trong ngày thứ năm này lại gặp thương quan chiếu mệnh lại cảnh báo nếu quá nuông chiều bản thân bạn có thể gặp rắc rối vì những thị phi bùa vây nhưng không được kiểm soát kịp thời những lời nói vô căn cứ chuyện bé xé ra to đơm đặt dựng chuyện để hạ bệ uy tín cá nhân ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của con giáp này vận trình trong ngày cũng đang phải chịu hỏa kim xung khắc còn cảnh báo những chú khỉ nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm của mình lúc này không nên vội vàng ngộ nhận bất cứ điều gì chuyện tình cảm vốn không có chỗ cho sự nóng vội bạn nên tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi đưa ra các quyết định quan trọng tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc vào nhanh ra nhanh có sự bảo bọc chi phí cho người khác công việc nên tiến hành bình thường chưa phải là lúc thay đổi cẩn trọng có tiểu nhân hoặc có tin xấu ở xa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nếu có thấy điều lợi gì thì nên dừng bước không nên tiến thêm sẽ có điều không tốt hoặc không có lợi lộc thỏa đáng làm gì cũng nên giới hạn cũng không nên buông thả lơ là cần giữ lấy uy tín của mình cũng không nên tự ái hoặc có anh hùng tính chỉ gây ra sự thiệt thòi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có quý nhân giúp đỡ có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp chi phí các loại có định kỳ đến hạn hoặc phải chia phần cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói việc làm dễ gặp chuyện thị phi lời đồn hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau nhất là về mặt tình cảm có tin buồn về sức khỏe bệnh tật tai nạn công danh của người thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Con số may mắn 68. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng kim quý nhân phù trợ tí thìn tỵ tử vi tuổi dậu xem tử vi thứ năm này cho thấy nhờ có sự nâng đỡ của ngũ hành tam hợp nên người tuổi dậu đang tràn đầy hứng khởi và sự hăng hái khi được làm những việc mà mình yêu thích bạn thỏa thích thể hiện thế mạnh của bản thân và chứng tỏ cho mọi người rằng mình tài năng đến đâu hôm nay cũng là ngày tràn đầy tình yêu và sự lãng mạn bạn và người ấy sẽ dành nhiều thời gian bên nhau và cùng nhau giải quyết những khó khăn của cả hai việc này sẽ giúp tình cảm của hai bạn phát triển và bền chặt hơn lại thêm thực thần chiếu mệnh làm cho con đường tài vận của những chú gà có dấu hiệu tăng tiến chóng mặt con giáp này có thể nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền bằng kinh doanh buôn bán hãy tận dụng mọi cơ hội mình có đừng để lãng phí tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy làm gì cũng nên có sự cẩn thận vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính của mình hoặc có người đem đến những tin hoặc chỉ bàn bạc những chuyện bất lợi tài lộc có chút ít nhưng cũng dễ hao có tin buồn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám có tin tức có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn, rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống nhưng hao tài cho tiền bạc đến hạn ký tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám có tin xấu về sức khỏe buồn mạng tai nạn rủi ro của người thân tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày dễ có sự trách oán phiền muộn hiểu lầm thị phi không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên vì nếu có tiến hành thì cũng khó có kết quả như ý hoặc phải bỏ dở nếu có tiệc tùng hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt dễ hao tài có sự hư hại tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Con số may mắn, 16. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. Tử vi tuổi tuất. Vận trình tử vi thứ năm này cho thấy, khi trong ngày có kiếp tài tác động, người tuổi tuất nên thận trọng trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tài chính nhất là trong hợp tác làm ăn bạn cần phải thật tỉnh táo để tránh bị kẻ xấu lừa gạt với tuổi tuất ngày này đừng vội tin tưởng ai đó chỉ qua vài lần tiếp xúc kể cả là người thân quen cũng cần có lòng đề phòng cần thiết tốt nhất bản mệnh nên tự mình kiểm tra lại các thông tin và kiểm soát tài chính ở mức tối đa để hạn chế những tình huống ngoài ý muốn bù lại ngũ hành hỏa thổ tương sinh rất tốt cho chuyện tình cảm của con giáp này bạn và người ấy có thể tính đến chuyện sắp xếp một buổi hẹn để ra mắt gia đình hai bên vào thời gian này nhưng lưu ý sức khỏe có dấu hiệu bất thường đừng lơ là mà hãy đi khám càng sớm càng tốt đừng để lâu kẻo bệnh càng khó chữa tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ra ngoài không nên bàn chuyện người và cũng không nên để người khác xen vào chuyện của mình có tin tức buồn ở nơi xa hoặc tin tức đến không được như ý nên giới hạn mọi việc giao thiệp đi lại có trở ngại công việc có gặp sự khó khăn, nhà có đình đám, hết sức cẩn thận trong việc sửa sang, tu bổ nhà cửa, có rủi ro hoặc hư hại đồ đạc. Việc mong cầu về tình cảm giao thiệp không nên vồn vã hoặc vội quyết định. Tài lộc chậm. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều tin tức vui buồn lẫn lộn, về sự thuyên chuyển công ăn việc làm, nơi ăn trốn ở, sức khỏe, bổn mạng của người thân hoặc bè bạn. Nếu là chuyện của mình thì nên tìm gặp quý nhân để cho biết ý kiến, không nên vội vã có chuyện buồn về tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tài lộc còn chậm dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên giới hạn mọi sự giao tiếp sẽ gặp những chuyện phiền hà tránh mọi sự thị phi tranh cãi không nên tiến hành những công việc lớn lao công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh ngày không tốt có nhiều tin xấu về công danh sức khỏe bổn mạng tài lộc của người thân bè bạn có liên quan đến đời sống của mình đề phòng rủi ro tai nạn đau ốm tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tài lộc còn chậm dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở. Con số may mắn, 27 Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, mão. tử vi tuổi hợi. Vận trình gặp cục diện tỵ hợi tương xung gây ra không ít khó khăn và trở ngại cho con giáp tuổi hợi. Công việc tiến hành không thuận lợi như trong dự tính. Có khá nhiều việc bất ngờ xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp cuống quýt rối loạn nên chưa đưa ra phương án giải quyết thỏa đáng nhất thật là đáng tiếc. Trong ngày đang có điểm báo gặp rắc rối liên miên, ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái tinh thần của con giáp này bạn thường xuyên nổi giận vô cớ ăn nói bất lịch sự hoặc có hành động không phù hợp ở nơi tập thể có lẽ tâm trạng không tốt nên bạn mới hành xử thất thường như vậy hãy cố gắng kiềm chế và sửa đổi đừng để lại ấn tượng quá xấu như vậy nhé dù trong ngày có chính quan chiếu mệnh nâng đỡ nhưng tuổi hợi khó có bứt phá rõ ràng trong hôm nay bởi chính sự bảo thủ và cứng nhắc của mình cách xử lý vấn đề thiếu linh hoạt sẽ dễ dẫn đến những hành động cực đoan nhiều việc bạn nên xử trí theo tình huống cụ thể không nên áp dụng một điều gì đó cho tất cả sẽ dễ sự việc đi theo hướng tiêu cực tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng có tin xa nên cẩn trọng vấn đề đi lại di chuyển có sự sai hẹn rời hẹn hoặc gặp rủi ro có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng xe cộ có tin buồn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu có tin buồn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng có việc đi xa gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán sự mong cầu về công việc tin tức đều chậm có trở ngại có tài lộc nhưng dễ hao nên kết thúc công việc tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn con số may mắn 16 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát Tường đen trắng quý nhân phù trợ Mão Mùi Dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại